បាទជំរាបសួរអតិថិជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះឃ្លាំងលក់រថយន្ត888សូមធ្វើការបង្ហាញរថយន្ត Lexus ពីឆ្នាំ2019បាទ Lexus LX570 ប្រភេទ Super Sport បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែររថយន្តនេះយើងធ្វើការលក់អស់ពី stock ហើយប៉ុន្តែក៏អតិថិជនក៏អាចធ្វើការកម្ងបន្តពីក្លាំងយើងខ្ញុំបានបាទគឺជា model មួយនេះ570 Super Sport បាទyou
bát bông gì nát con chấm cua tầm lái bò chạy tôm mọc lên như chấm to tam rồi lấy từ sáp xôn chất sập bông pí bông bảy rồi bông bảy ba bông bảy đang sai chất xôn cái bảy bông bảy rồi bông bảy ba bông bảy rồi xôn mọc con tầm lái ca tam đan cái sự này.